Người đẹp muốn xem gì? Xem cái này gì? Cho tôi xem cái phòng tay này nhé. Cái này phải không? Đúng rồi, đây hả? Đúng, phải. Đây, bạn xem thử đi. Vòng tay này nhìn rất đẹp. Băng hoa bay, bao nhiêu vậy ông chủ? Cái này giá 28 vạn tệ đó. Có thể rẻ hơn không? Cũng không hết giá gì. Nếu bạn chân thành muốn mua chốt cho bạn 26 vạn. Rẻ hơn đi, ông chủ đẹp trai. Tôi thực sự thích chiếc vòng tay này. Nước hồng đẹp quá mà. Đúng, tôi cũng thấy chất ngọc đẹp. Có hoa bay, tôi đặc biệt thích loại hoa này. Bạn có muốn đeo thử không? Có, tôi muốn. Giúp tôi đeo thử xem thế nào nhé. Ông chủ, cho tôi xem chiếc vòng tay này với. Được rồi, chờ một lát nhé. Bạn cứ giúp tôi xem trước đi. Cái này phải không? Đúng rồi. Đi thôi, không xem nữa, không mua nữa. Tình huống gì đây? Các đồng nghiệp chú ý nhé. Hôm nay tôi sẽ bị lừa. Chú ý hai cô gái này nhé. Họ đến đây định trả vòng tay của tôi. Mọi người phải chú ý, không làm mất hàng đó.